Rồi. Kỷ niệm 695 ngày giải phóng Hòa và chiến thắng khu cháy cụ thể như sau: 1. Đón tiếp đại biểu ổn định tổ chức. 2. Lễ dâng hương. 3. Chống hội chào mừng.
4. Chào cờ tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. 5. Phát biểu của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa. 6. Phát biểu của đại diện tiểu ban quản lý di tích chùa Thống Nhất. 7. Công bố quyết định khen thưởng cho tổ chức cá nhân. 8. Lễ cắt băng khánh thành. 9. Nghi thức gắn biển công trình. 10. Trồng cây lưu niệm. 11. Là văn nghệ chúc mừng thành công của buổi lễ và kết thúc buổi lễ.
quý vị đại biểu, mời quý vị đại biểu và các đồng chí an toàn. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các đại biểu khách quý và toàn thể Phật tử thiện tín, nhân dân thôn Thống Nhất, xã Đông Lỗ tham dự buổi lễ. Hòa trong không khí thi đua sôi nổi của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Ứng Hòa lập thành tích chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng Ứng Hòa, chiến thắng khu cháy 25 tháng 7 năm 1954, 25 tháng 7 năm 2023 và kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Hôm nay tại quê hương Đông Lỗ Anh Hùng, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Ứng Hòa long trọng tổ chức lễ cắt băng khánh thành và gắn biển công trình di tích chùa Thống Nhất, cảnh Phúc Tự thuộc thôn Thống Nhất, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, thiết thực chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng Ứng Hòa và chiến thắng khu cháy. Về dự với buổi lễ, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu đại biểu. Kính thưa đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố. Kính thưa đồng chí Bùi Thị Thu Hiền, Thành ủy viên, Bí thư Ủy. Kính thưa các đồng chí thường trực Ban Thường vụ Huyện ủy. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân được sự giới thiệu và phân công của Ủy ban nhân huyện. Trước hết, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo thành phố, các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân lời chào mừng, lời chúc sức khỏe, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Sau đây, tôi xin trình bày báo cáo công tác triển khai dự án tu bổ tôn tạo di tích chùa Thống Nhất, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Thực hiện chương trình 06 ngày 17 tháng 3 2021 của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Ứng Hòa, người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025, kế hoạch số 309 ngày 27 tháng 12 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đầu tư xây dựng cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ tôn tạo di tích giai đoạn 2022-2025, nghị quyết số 02 ngày 8 tháng 4 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố, kế hoạch số 25 ngày 20 tháng 1 2022 của Ủy ban huyện về việc tu bổ tôn tạo di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025. Ứng Hòa là huyện có số di tích được xếp hạng với 433 di tích, đứng thứ hai thành phố Hà Nội sau huyện Thường Tín. Ủy ban huyện Ứng Hòa đã tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện tiến hành rà soát, lập hồ sơ đề xuất thành phố hỗ trợ kinh phí tu bổ tôn tạo 64 di tích đã xuống cấp nghiêm trọng, bao gồm 28 di tích cấp quốc gia, 36 di tích cấp tỉnh thành phố với tổng kinh phí dự kiến là 1.441 tỷ đồng. Thành phố đã phê duyệt hỗ trợ vốn 248 tỷ 450 triệu đồng cho 19 di tích, trong đó có di tích chùa Thống Nhất, xã Đông Lỗ là một trong những di tích xuống cấp trên địa bàn huyện, được Ủy ban huyện tổng hợp báo cáo đề xuất thành phố hỗ trợ kinh phí triển khai, đồng thời thành lập ban quản lý dự án tu bổ tôn tạo di tích trên địa bàn huyện với 10 thành viên, cơ quan thường trực là ban là phòng văn hóa thông tin huyện. Một số 999 ngày 7 tháng 10 2022 với quy mô đầu tư đã được Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hà Nội thẩm định theo quy định tại văn bản số 2828 ngày 23 tháng 8 2022, bao gồm các hạng mục như tam bảo, tiền đường và thượng diện với diện tích là 212 m2, nhà tổ sử dụng lại khung vi nhà tam bảo cũ có diện tích là 102,5 m2, nhà mẫu có diện tích là 105 m2, nhà khách có diện tích là 85,3 m2, tam quan bếp vệ sinh cải tạo chỉnh trang sân vườn và hạ tầng kỹ thuật tổng thể. Dự án được phê duyệt tổng mức đầu tư là 19.993.231.000 đồng, trong đó chi phí xây dựng là 17.201.682.140 đồng, chi phí quản lý dự án là 542.025.000 đồng, chi phí đầu tư là 1.524.000 đồng.
583.799 đồng, chi phí xây dựng là 273.977.936 triệu đồng, chi phí dự phòng là 450.939.026 đồng. Ba lớn triển khai dự án, thời gian triển khai thi công xây dựng công trình là 300 ngày từ ngày 16 tháng 11 2022, từ khâu chuẩn bị đầu tư cho đến khi khởi công và hoàn thành dự án. Công trình đã được triển khai theo đúng quy định của luật đầu tư công. Kính thưa đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội. Kính thưa đồng chí Bùi Thị Thu Hiền, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Chí Biến, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Ứng Hòa, cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo, Huyện ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ứng Hòa. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Lỗ, cùng toàn thể cán bộ đảng viên. Trong cái 421 ấy, mình gửi tích có thời gian. Các đại biểu sau ai ai xử lý pháo này nhờ ông Tuấn đâu nhở? Anh Tráng ơi, em mời anh sang sau đi ạ. Em gì? Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, để ghi nhận kết quả đạt được trong công tác tu bổ tôn tạo di tích chùa Thống Nhất, cũng như là biểu dương các tập thể cá nhân đã có thành tích tốt trong công tác tu bổ tôn tạo di tích chùa Thống Nhất, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành quyết định số 4072 ngày 24 tháng 7 năm 2023 công nhận khen thưởng thành tích cho 4 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tu bổ tôn tạo di tích chùa Thống Nhất. Sau đây ban tổ chức xin trân trọng kính mời các tập thể cá nhân có tên sau lên vị trí danh dự để nhận giấy khen của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa. Xin trân trọng kính mời đại diện nhân dân và cán bộ thôn Thống Nhất, xã Đông Đỗ. Xin trân trọng kính mời đại diện công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Thành Hưng. Trân trọng kính mời công ty cổ phần và xây dựng hạ tầng đô thị Thành An, công ty cổ phần kiến trúc xây dựng và thương mại Phú Cường. Trân trọng kính mời ông Bùi Văn Kiệt, trưởng thôn Thống Nhất, xã Đông Đỗ, và Bùi Thị Ngọc, phó trưởng thôn Thống Nhất, xã Đông Đỗ.
nhanh quá, em về đâu rồi? Anh xa quá. Em mong hoa về không? Ôi, chị ơi, bà gái bà chạy ngay.